Chào mấy chị yêu, chào cả nhà thân yêu nha. Hôm nay thì em sẽ mang tới cho mấy chị một mẫu set bộ mới, toanh mẫu mới nhất bên em luôn. Đây là mẫu em đang mặc, quá đẹp, quá sang và giá cũng chỉ có 345.000 một bộ thôi. Rất là đẹp, có size từ 50 tới 65kg luôn nha mấy chị. Size từ 50 tới 65kg tùy chiều cao nha mấy chị ơi. Giá chỉ có 345.000 một bộ thôi. Và đặc biệt chị nào xem video này, chia sẻ video về trang cá nhân để cho độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship luôn. Quá tuyệt vời luôn đúng không mấy chị? Rồi cái mẫu này là em có 6 màu nha. Em đang mặc là màu, em đang mặc là màu chữ trắng nha mấy chị. Em sẽ lại gần nha mấy chị coi. Đây là một set bộ hàng cao cấp. Bộ này là hàng cao cấp, chất vải thun nha mấy chị. Chất cái này là chất vải thun co giãn, gặp cái tay này là vải vôn. Đó, nó có cái bao bao này rất là đẹp. Còn phông quần đây mấy chị nhìn đi, vải thun cao cấp rất là đẹp nha. Đó, có túi siêu sang luôn. Em sẽ đưa màu cho mấy chị xem. Em đang mặc là màu chữ trắng nha mấy chị. Màu em đang mặc là màu chữ trắng, có tới 6 màu cho mấy chị lựa luôn. Em mặc là chữ trắng, cái này là màu chấm bi. Đây là màu chấm bi nha mấy chị ơi. Em sẽ mặc từng màu cho mấy chị xem luôn. Đây là màu chữ đen. Màu chữ đen nha mấy chị. Đây em lại gần cho mấy chị coi. Màu chữ đen là màu đây. Đó, một lát nữa em sẽ mặc đủ 6 màu cho mấy chị lựa chọn để mình đặt hàng luôn nha. Đây là màu chữ nâu. Màu này là màu chữ nâu nha mấy chị ơi. Màu chữ nâu nè. Đó, em sẽ lại gần chút xíu cho mấy chị xem. Màu chữ nâu như thế này. Đây, đây là màu đỏ. Đây là màu chữ đỏ nha mấy chị. Đây là màu chữ đỏ. Đó, màu chữ đỏ. Và đây là màu caro trắng. Màu caro trắng nha mấy chị ơi. Đây là màu chữ đỏ nha mấy chị. Và màu đây là màu caro trắng. Màu đây là màu caro trắng, đây là màu chữ đỏ. Và em đang mặc là màu chữ trắng. Bộ đây là mã số B889 nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc đây là mã số B889 và giá chỉ có 345.000 thôi. Một mẫu đồ hàng cao cấp rất là đẹp. Chị nào chốt hàng thì mình để lại mã số nè, kèm màu sắc, số điện thoại và địa chỉ bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại chốt hàng cho mấy chị, sẽ tư vấn một cách kỹ càng chốt hàng luôn nha. Và bên em là mấy chị mua hàng là giao hàng tới tận nhà và mấy chị được thử hàng luôn nha mấy chị. Được thử hàng, kiểm tra hàng đầy đủ trước khi mình thanh toán. Nên là mình không ngần ngại gì hết. Mình thích cái màu, cái mẫu nào, cái màu nào, màu sắc của mình thích mình phải nhanh tay mình chọn. Mình đặt liền chứ nếu không là hết. Mẫu này là mẫu mới nhất bên em, mới tanh và đang bán rất là nhanh cháy hàng nên là mình phải tranh thủ nhanh tay chốt nha. Và cách nhanh nhất để mấy chị đặt hàng lúc nào cũng là nhấc máy lên và gọi liền vào số hotline 0931405002. Đó, cách đặt hàng nhanh nhất là gọi điện thoại nha mấy chị, nhanh tay gọi điện thoại. Bộ đây là mã số B889, giá chỉ có 345.000 thôi. Và đặc biệt là chị nào chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai là mua 2 bộ trở lên là shop miễn phí ship luôn, quá tuyệt vời. Mình đặt hàng và giao hàng tới tận nhà và mình được thử hàng luôn. Đó là một điều rất tuyệt vời nên nhanh tay không ngần ngại gì mà nhanh tay đặt hàng nha. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác cho mấy chị xem luôn. Cái bộ này là mấy chị có thể mặc đi tiệc nè. Mình mặc đi tiệc rất là sang, mình có thể mặc đi làm kín đáo lịch sự và đi chơi cũng rất là thoải mái. Cái này là chất thun co giãn nha mấy chị. Thun hàng cao cấp rất là đẹp. Còn trên này là vải vôn. Đó, cái tay này là vải vôn. Một cái kiểu phối đồ rất là sang, rất là đẹp và mặc cực kỳ gọn luôn. Có size 50 tới 65kg nha mấy chị. 50 tới 65kg đó lại tùy chiều cao. Rồi em sẽ chuyển qua màu khác luôn. Đây, cái bộ này phía sau thì nó cũng đơn giản. Đó, phía sau là đơn giản nha mấy chị. Phía sau là có dây kéo, cái áo là dây kéo ở phía sau. Còn phông quần như thế này đây. Đó, rất là đẹp luôn. Phông quần, cái này là vải thun. Cái may phông quần như là dạng quần tay gì đó. Quá sang luôn mấy chị ơi, nhanh tay đặt hàng nha. Rồi, em qua màu luôn. Đây, màu tiếp theo là màu chữ đen nha mấy chị. Màu này là màu chữ đen nha. Đây, em đọc theo cái họa tiết. Đó, màu chữ đen rất là đẹp luôn. Cái này một cái kiểu phối đồ vừa sang trọng, lịch sự mà lại rất là sang, mà mặc lại gọn người nữa, quá tuyệt vời luôn. Giá chỉ có 345.000 thôi. Mã số B889 mấy chị nhớ nha. Cách đặt hàng là mình để lại mã số nè, kèm theo màu sắc, số điện thoại bên dưới thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị luôn. Tư vấn về size, cân nặng, số đo và cách thức giao nhận hàng bên em nha mấy chị. Đây, đây là màu chữ nâu nha mấy chị. Có size tới 65kg, từ 50 tới 65kg tùy chiều cao nha. Nhanh tay đặt hàng, mẫu này là mẫu mới nhất và bán rất là chạy hàng bên em luôn. Nên thích cái nào là mình phải nhanh tay
chậm tay là sẽ là hết nha mấy chị ơi. Mấy chị được thử hàng mà, mình được thử hàng trước khi thanh toán nên không ngại gì hết, là thích cái nào là mình phải nhanh tay chọn liền nha. Rồi, đây là màu chữ nâu quá đẹp một cách xuất sắc luôn. Không còn gì để bàn cãi hết với cái bộ này. Kín đáo, sang trọng và rất là dễ mặc và không kén dáng nữa. Nhanh tay đặt hàng nha mấy chị ơi. Đây, cái phong quần là có hai túi hai bên. Đó. Rồi, em sẽ chuyển qua màu khác luôn. Màu đây là màu chữ đen nha mấy chị. Màu này là màu chữ đen. Còn cái này là màu chữ nâu. Đó, đây là màu chữ nâu. Em sợ mấy chị nhầm thì em sẽ đưa lên nha mấy chị coi đây. Hai cái màu rất là khác. Đó. Đây là chữ đen em đang mặc và đây chữ nâu nha. Rồi, bây giờ em sẽ qua màu khác luôn mấy chị. Tiếp theo, đây là màu chữ nâu nha mấy chị. Màu nào cũng rất là sang, rất là đẹp luôn. Có 6 màu cho mấy chị thoải mái mấy chị lựa nha mấy chị ơi. Màu nào cũng rất là đẹp và có size từ 50 tới 65 kg luôn. Mã số B889 nha mấy chị. Mã số B889. Mấy chị nhớ là mình chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship. Cái đây là có tới 6 màu lận. Màu nào em mặc lên thì cũng sẽ rất là đẹp hết nha mấy chị. Nên là mấy chị hãy chọn cho mình từ 2 bộ. Tại vì mua một bộ rồi chắc chắn mấy chị sẽ phải mua thêm. Tại vì bộ đây mặc cực kỳ gọn luôn. Lên form dáng mấy chị sẽ thấy rất là gọn và rất là sang. Nó vừa kín đáo, lịch sự, sang trọng mà lại dễ mặc nữa. Cái này là chất thun co giãn nha mấy chị. Chất thun co giãn, còn cái này cái tay là phối vôn. Đó, quá dễ mặc và quá đẹp luôn. Không có kén dáng nên là mình hãy chọn cho mình nhanh tay chọn cái màu mình thích rồi mình đặt hàng ngay nha mấy chị. Rồi, cái này là màu chữ nâu nha mấy chị ơi. Quá sang trọng luôn. Đó. Rồi, em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị ơi. Nhanh tay chứ, tại vì là cái này là đang bán rất là chạy hàng bên em. Nên là thích cái nào mình phải đặt hàng liền chứ không là sẽ hết cái màu mình thích nha. Em chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đây, tiếp theo đây là màu caro trắng nha mấy chị. Màu này là màu caro trắng, rất là đẹp, rất là sang. Và cái phone này là màu nào cũng mặc cực kỳ gọn hết. Quá tuyệt vời luôn, nhanh tay đặt hàng nè mấy chị ơi. Mã số B889. Chị nào đặt hàng thì mình để lại nè, mã số nè, kèm màu sắc, số điện thoại của mình bên dưới. Thì nhân viên sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị về cách giao nhận hàng bên em nha mấy chị. Bên em là mấy chị đặt hàng là mình được giao hàng tới tận nhà và được thử hàng trực tiếp trước khi thanh toán luôn. Nên là mấy chị phải thích cái nào là mình phải nhanh tay mình nhấc máy lên mình đặt liền. Cách để mấy chị đặt hàng nhanh nhất là gọi điện thoại nha mấy chị. Gọi vào số hotline 0931405002. Và có rất là nhiều số em viết phía bên ngoài để mấy chị gọi nữa, chứ không phải là chỉ có duy nhất một số em đặt đâu. Nên thích cái nào là phải nhanh tay đặt liền nha. Rồi, cái đây là màu caro trắng nha mấy chị. Mã số B889. Quá đẹp luôn. Một cái mẫu đồ mặc gọn người nè, sang trọng, lịch sự, kín đáo, quá phù hợp. Mình có thể vừa đi tiệc, đi làm và kể cả đi chơi, tất cả đều rất là phù hợp luôn. Nhanh tay đặt hàng nha, giá một bộ chỉ có giá 345.000 thôi. Và đặc biệt dành cho chị nào mà chia sẻ video này về trang cá nhân để chế độ công khai là mua 2 bộ trở lên shop miễn phí ship luôn, quá tuyệt vời. Tranh thủ nha mấy chị ơi. Em chuyển qua màu khác luôn. Đây, và màu tiếp theo là màu chữ đỏ nha mấy chị. Màu chữ đỏ, màu nào cũng đẹp hết. Mỗi màu là sẽ có một vẻ sang trọng khác nhau. Quá đẹp luôn, màu chữ đỏ nha mấy chị. Cái form này là mặc cực kỳ gọn luôn. Đó, có size từ 50 tới 65kg tùy chiều cao nha mấy chị. Giá chỉ có 345.000 thôi. Mã số B889. Mình nhớ cách đặt hàng cũng là comment bên dưới này mã số, kèm theo màu sắc, số điện thoại thì nhân viên sẽ gọi hỗ trợ tư vấn cho mấy chị nha. Hoặc là cách nhanh nhất để mấy chị đặt là lúc nào cũng là gọi điện thoại nha mấy chị. Rồi, đây là màu chữ đỏ, là màu còn một màu cuối cùng nữa là sẽ xong mẫu này để mấy chị có thể tranh thủ mình đặt ngay nha. Rồi, em sẽ chuyển qua màu khác luôn nha mấy chị. Đó, em lại gần nha mấy chị coi. Quá đẹp. Một cái mẫu đồ quá xuất sắc luôn. Rồi, em qua màu cuối cùng. Đây, cuối cùng là màu chấm bi. Đó, màu chấm bi rất là xinh. Màu chấm bi rất là xinh đẹp luôn. Đó, rất là xinh nha. Em đã mặc đủ 6 màu rồi. Màu nào em cũng mặc thì mỗi màu nó sẽ có một cái vẻ sang trọng khác nhau. Đó, mình thích cái màu nào là mình phải tranh thủ mình đặt hàng liền nha mấy chị. Mẫu này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Và số lượng thì cũng không còn nhiều. Nên là mình thích thì mình phải nhanh tay mình đặt hàng liền nha mấy chị. Bên em là giao hàng tới là mấy chị được thử hàng luôn. Nên là mình không ngần ngại gì hết. Và mình thích cái màu nào đó là mình phải chọn ngay. Chứ không mình chậm tay một cái là sẽ hết nha mấy chị ơi. Sẽ nhiều khi là còn hàng nhưng mà lại hết cái size của mình và hết cái màu mình thích. Nên là mấy chị phải tranh thủ
gọi điện thoại để mình chốt hàng là cách nhanh nhất nha mấy chị. Số điện thoại là 0931405002 và có rất là nhiều số em viết phía bên ngoài cho mấy chị gọi nữa chứ không phải là một số đâu nha mấy chị ơi. Cái bộ này là mã số B889, giá chỉ có 345.000 một bộ thôi. Và đặc biệt chị nào dành cho chị nào chia sẻ cái video này về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua hai bộ sẽ lên shop xem miễn phí ship luôn. Quá tuyệt vời, tranh thủ nha. Cái này là mấy chị mua một bộ chắc chắn thì mấy chị có thể sẽ mua thêm bộ thứ hai, tại vì mặc gọn người, vừa gọn vừa sang, lịch sự, kín đáo, mình có thể đi tiệc, đi làm và đi chơi. Một cái bộ đồ đẹp như vậy là quá tuyệt vời rồi, đúng không mấy chị? Chỉ có 345.000 một bộ thôi. Rồi mấy chị nhớ nha, chia sẻ video về trang cá nhân để chế độ công khai thì mua hai bộ trở lên shop miễn phí ship. Bộ đây là mã số B889, có 6 màu và em đã mặc đủ 6 màu cho mấy chị lựa rồi nha mấy chị. Và bên em là có live stream mỗi ngày nữa, 12 giờ trưa và 8 giờ tối. Nên là mấy chị nào mà chưa ấn nút đăng ký kênh YouTube, chưa ấn like trang fanpage thì mình nhanh tay ấn nút đăng ký kênh YouTube và ấn like fanpage để mình cập nhật mẫu mới hàng ngày luôn. Tại vì ngày nào hai khung giờ livestream là 12 giờ trưa và 8 giờ tối thì cũng đều có rất là nhiều mẫu. Ngoài những cái như set bộ em đang giới thiệu đây thì sẽ có đầm nè, có áo, có quần, ngày nào cũng có rất rất là nhiều mẫu mới hết nha. Nên là mấy chị ấn đăng ký kênh YouTube và ấn like fanpage để mình cập nhật mẫu mới hàng ngày luôn nha mấy chị. Rồi, hẹn gặp lại mấy chị vào những video tiếp theo nha. Nhanh tay đặt hàng nha mấy chị ơi. À, và mấy chị có thể là ghé trực tiếp tới shop để mình chọn mẫu và mình thử trực tiếp luôn. Thì địa chỉ shop em là ở số 48 đường C12, phường 13, quận Tân Bình nha mấy chị. Mấy chị có thể là ghé trực tiếp để mình chọn mẫu và mình thử luôn. Số 48 đường C12, phường 13, quận Tân Bình nha mấy chị ơi. Rồi, tạm biệt cả nhà. Bấm đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn nha.